chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài phát thanh và truyền hình Long An Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua Tôn trinh những điển hình tiên tiến lực lượng chủ trang quân khu 7 Gạo Tiền biên, món quà quý dùng Tây Bắc Tin thế giới, đất cân nhắc giảm thuế cho lao động nước ngoài Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An kiểm tra kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ huy quân sự quyền Cần Dụ. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao kết quả tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn quyện. Trong đó, đơn vị đã tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tổ chức luyện tập, tập quấn, huấn luyện, hội thi, hội thao đạt yêu cầu đề ra. Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, công tác tuyển sinh quân sự. Đoàn công tác cũng đã chỉ ra những hạn chế khuyết điểm để đơn vị khắc phục sửa chữa, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Quân khu 7 tổ chức chương trình giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng chủ trang quân khu giai đoạn 2019-2024. Năm năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 7 luôn được triển khai toàn diện đồng bộ, có nhiều đổi mới sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác, được đảng, nhà nước, quân quỹ trung ương, bộ quốc phòng và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong năm năm, quân khu đã xây dựng được hơn 1.500 tập thể và gần 3.000 cá nhân điển hình tiên tiến các cấp. Mỗi gương điển hình tiên tiến đều gắn với những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Trong khuôn khổ chương trình, quân khu 7 đã trao thưởng tôn dinh 40 tập thể cùng 42 cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó, lực lượng vũ trang Long An dinh dự có 11 tập thể cá nhân. Đây là những bông quà tươi thắm trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị, là nhân viên ban chính trị được đảng ủy, chỉ huy ban chỉ huy quân sự quyện Bến Lức tin tưởng và phụ trách công tác an ninh thông tin mạng đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trong quân đội, Trung úy chuyên nghiệp Quỳnh Quang Đoàn luôn tận tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với phương châm tập trung thống nhất, chủ động kịp thời, sâu rộng sắc sảo, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, kết hợp chặt chẽ giữa say và chống trên tinh thần lấy say làm chính, tập trung chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực, kiên quyết kiên trì liên tục triệt để với tư tưởng xấu độc thù địch. Trung úy chuyên nghiệp Huỳnh Hoàng Đoàn cùng đồng đội đã tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng mạng và dư luận xã hội. À, với sự năng động, sáng tạo à, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin à, vào thực hiện các cái nhiệm vụ được phân công à, và thực hiện các cái nhiệm vụ được giao, đồng chí à, Huỳnh Hoàng Đoàn à, luôn rất là nỗ lực, cố gắng, rồi có nhiều cái sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và à, trong thời gian vừa qua thì đồng chí đã có rất nhiều các cái công trình nghiên cứu như là đề tài sáng kiến cho đơn vị và được các cấp tặng các cái hình thức khen thưởng và đây cũng là một cái tấm gương rất là tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cái lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là các cái cán bộ sĩ quan trẻ của đơn vị học tập và nói theo. Nhờ sự tận tụy cần mẫn trong công việc, nhiều năm liền trung ý chuyên nghiệp Quỳnh Quang Đoàn là chiến sĩ thi đua các cơ sở và danh dự được trao tặng nhiều giấy khen của các cấp đặc biệt với sáng kiến ứng dụng phần mềm quản lý Facebook f trong công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Trung úy chuyên nghiệp Quỳnh Quang Đoàn đã đạt giải nhì tại hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tổ chức năm 2023. Ban chỉ huy quân sự huyện Cần Đước phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đoàn tổ chức chương trình trải nghiệm quân ngũ năm 2024 cho 70 học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Trong chương trình, các em học sinh được tham quan dường tăng gia tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, sau đó di chuyển về Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại xã Phước Dân. Các em học sinh được tham gia tăng gia sản xuất như gieo hạt giống, bón phần. Đồng thời, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn giới thiệu các hoạt động của đơn vị quân đội theo 11 chế độ trong ngày hướng dẫn các em thực hiện các động tác đều là đội ngũ tay không cấu tạo và cách tháo lắp súng tiểu liên AK sắp xếp nội vụ ngoài ra các em còn được tham quan tìm hiểu về khu di tích lịch sử dành đa diệt mỹ rạch kiến tại xã Long Hòa các hoạt động trong chương trình trải nghiệm quân ngũ năm 2024 giúp các em học sinh hiểu về truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam và cảm nhận chân thực về đời sống sinh hoạt của quân nhân trong môi trường quân ngũ. Thưa quý vị, thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024, Sở Y tế có văn bản đề nghị các sở ban ngành và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành vi nhằm giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, thu cơm, không dứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, bảo đảm vệ sinh trong trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, khu dịch vụ, khu du lịch, nơi công cộng. Tổ chức thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, tổ chức ra quân, quy động toàn dân làm tổng vệ sinh khu vực xung quanh nơi ở, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, phối hợp Ban Quản lý Tiểu dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIVS, tổ chức hội nghị sơ kết dự án EBIC tỉnh Long An năm 2024. Từ đầu năm đến nay, tổng số ca nhiễm HIV được phát hiện trong toàn tỉnh là 134 ca, giảm 51 ca so với cùng kỳ, tập trung cao tại các địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghiệp dân cư đông như huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, thành phố Tân An trên 50% ca nhiễm mới phát hiện hàng năm là người ngoài tỉnh, chủ yếu là từ độ tuổi 16 đến 29 tuổi và tăng nhanh trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Tính đến tháng 6 năm 2024, ngành y tế tỉnh nỗ lực thực hiện dự án EPIC về tìm kiếm ca nhiễm HIV trong cộng đồng và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Số người nhiễm mới HIV được điều trị ARV lần đầu đạt tỷ lệ 70%. Số khách hàng điều trị PREP ít nhất một lần trong năm là 635 đạt 83%. 90% bệnh nhân đủ điều kiện xét nghiệm tải lượng HIV. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ đẩy mạnh giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động theo dõi, đánh giá tại các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng chống HIVS do dự án hỗ trợ, triển khai PREP lưu động tại các khu công nghiệp, tiếp tục điều trị lao tiềm ẩn sử dụng phát đồ 3HB, cũng như quản lý sàng độc bệnh nhân người nhiễm HIV. Thưa quý vị, cuộc thi Trẻ tranh thiếu nhi, em trẻ trường học hạnh phúc năm 2024 với chủ đề đều em muốn nói do VTV7 phối hợp cùng vụ Dụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tham gia cuộc thi tại tỉnh Long An, huyện Cần Chuột có 3 học sinh đoạt giải triển vọng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc Em vẽ trường học hạnh phúc năm 2024. Đối tượng tham gia cuộc thi là các bạn học sinh tiểu học yêu thích vẽ tranh hội quả trên toàn quốc. Sau 4 mùa tổ chức năm nay, cuộc thi quy tụ hơn 500.000 bài dự thi trên toàn quốc huyện Cần Chùa có 3 học sinh xuất sắc đoạt giải trưởng giọng cơm, em Đặng Nguyễn Thiên Ân, em Nguyễn Nhã Lam và em Đặng Ngọc Anh Thư. Để cho bé phát triển về mặt năng khiếu thì thời gian qua thì gia đình tạo điều kiện cho bé tham gia những cuộc thi ở trường, ở huyện và những cuộc thi ở trung ương tổ chức. Nhưng gia đình không đặt nặng bé về việc giải thưởng, giúp bé có những cái trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Thời gian qua, các sân chơi và giải tranh đã giúp các bạn thiếu nhi học sinh phát quy trí tưởng tượng, năng ký hội quả và khả năng sáng tạo của bản thân. Đồng thời, hoạt động này còn giúp phụ huynh hạn chế được nỗi lo trải nghiệm xem các thiết bị điện tử và tham gia các trò chơi không lành mạnh. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo nghị định về phí sử dụng đường bộ cao tốc. Đây là văn bản hướng dẫn luật đường bộ năm 2024 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ cao tốc. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất mức phí 1.300-1.500 đến 1 đồng 1 km đối với ô tô dưới 12 chỗ trên cao tốc đạt chuẩn do nhà nước đầu tư. Mức phí cao nhất là 5.200 đồng 1 km với xe nhóm 5, xe tải trên 18 tấn, container 40 feet. Đường 4 làng xe trở lên có mức phí thấp nhất là 1.500 đồng 1 km với xe nhóm 1, cao nhất là 6.000 đồng 1 km với xe nhóm 5. Thưa quý vị! Cánh đồng Mường Thanh có diện tích khoảng 140 km vuông, được coi là dựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc, đã mang đến thương hiệu gạo Điện Biên nước tiếng. Cũng bởi vậy, du khách khi đến Điện Biên, ngoài nhu cầu tham quan di tích lịch sử, còn để khám phá văn quá ẩm thực độc đáo. Kết thúc mỗi hành trình, những bao gạo chính là sản vật theo chân du khách về xuôi. Đối với người dân Điện Biên cũng như du khách mọi miền khi nhắc tới những sản vật dùng núi Tây Bắc, không thể thiếu gạo Điện Biên, hạt gạo sống đều, căng bóng cho cơm dẻo đậm và thơm. Chính vì thế các loại gạo Điện Biên như Sáng cồ, Tám Thơm, Nếp Nương luôn được khách du lịch ưu tiên chọn làm quà tặng mang về sau khi kết thúc hành trình du lịch tại Điện Biên. Chúng tôi cũng rất mong được nhiều lần đến Điện Biên để cùng với nhân dân Điện Biên để mà chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của Điện Biên mà hơn nữa là cái mà chúng tôi thích thú nhất đó là gạo điện viên đã đem lại cho chúng tôi được cái cái niềm vui lớn của những người nông dân ừ, ở Thanh Hóa chẳng hạn, hay Nghệ An hay là uh, Bắc Giang, Bắc Ninh. Bây giờ người ta lên du lịch là đem về ăn là ai cũng khen ngon là bây giờ đã điện lên để lấy gạo để gửi về dưới đấy cho họ rồi. Để tăng năng suất, chất lượng gạo Điện Biên, những năm gần đây, tỉnh Điện Biên thường xuyên triển khai thử nghiệm các loại giống mới để lựa chọn giống lúa chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đưa vào cơ cấu giống, từ đó tạo ra dòng nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Khi mà cái sản phẩm mà đã nâng cao được cái chất lượng cũng như là cái nhãn mát bao bì để được người tiêu dùng biết đến và làm cái cái quà tặng ấy thì cái giá trị của cái sản phẩm uh, hạt gạo đó sản xuất ra thì nó tăng được từ 1,5 đến 2 lần so với cái giá gạo thương phẩm bình thường. Đặc sản gạo Điện Biên là kết tinh từ tâm quyết và sự kiên trì lao động của người dân Điện Biên được người dân tự hào, giành dưỡng và phát huy. Đó không chỉ là một sản phẩm đặc sản gắn với địa danh mà còn là một thương hiệu, một giá trị văn hóa, du lịch gắn với dùng đất lịch sử, là niềm tự hào của người dân Điện Biên nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Để giải quyết tình trạng thiếu lao động, chính phủ Liên minh tại Đức đang cân nhắc kế hoạch giảm thuế trong 3 năm cho lao động nước ngoài có chuyên môn cao, Tuy nhiên, kế hoạch này đang nhấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của phe đối lập cho rằng đây là sự phân biệt đối xử với người lao động trong nước. Chính phủ Đức hiện đề xuất giảm thuế cho người lao động nhập cư trong 3 năm đầu tiên với mức giảm lần lượt là 30%, 20% và 10% nhằm thu hút lao động nước ngoài, trong bối cảnh nền kinh tế số 1 châu Âu này đang thiếu hụt lao động lành nghề trầm trọng khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Đây là một phần của gói biện pháp mà chính phủ Đức muốn sử dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đề xuất đã bị phe đối lập tại Đức chỉ trích gay gắt khi cho rằng kế hoạch này tạo ra sự phân biệt đối xử giữa lao động nhập cư và lao động trong nước và có thể gây bất ổn xã hội. Hiện biện pháp giảm thuế cho lao động nước ngoài đã được một số quốc gia châu Âu khác như Hà Lan và Áo áp dụng để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động. Hãng chế tạo máy bay Boeing thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX tại Indonesia và Ethiopia, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng cách đây 5 năm. Hãng này cũng thừa nhận những lỗ hỏng trong quá trình chứng nhận dòng máy bay MAX. Theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp, Boeing chịu khoản tiền phạt hình sự là 243,6 triệu đô la Mỹ, đồng thời phải đầu tư tối thiểu 455 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới để tăng cường các chương trình an toàn theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chỉ định một cơ quan giám sát độc lập để kiểm tra các hoạt động tuân thủ và an toàn của Boeing trong 3 năm. Tài liệu của tòa án tại bang Texas cho thấy Boeing đã thừa nhận sai lầm trong quá trình xin chứng nhận cho dòng máy bay Max. Tuy nhiên, thân nhân của các nạn nhân trong hai vụ tai nạn đã bày tỏ thất vọng về thỏa thuận trên và cáo buộc trong 5 năm vừa qua, Boeing vẫn chưa hề thay đổi trong việc ưu tiên lợi nhuận hơn là đảm bảo an toàn. Luật sư phía nạn nhân cho biết sẽ khiếu nại lên tòa án về thỏa thuận này. Diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 14 tháng 7, giải du lịch bóng đá châu Âu Euro 2024 được ví như cổ tích mùa hè của ngành du lịch Đức. Du lịch Euro 2024 dự kiến mang về cho nền kinh tế Đức 1 tỷ đô la Mỹ nhờ lượng khách du lịch tăng dọt. Đức dự kiến đón gần 15 triệu người hâm mộ bóng đá đến 10 sân vận động và hàng loạt địa điểm trên toàn quốc. Ước tính giá phòng trung bình tại 10 thành phố đăng cai tăng 57% so với những tháng trước và sau Euro. Ngành du lịch Đức đã phát hành 2,7 triệu giá tham quan sử dụng dịch vụ tại các thành phố lớn nhất nước. Cơ quan du lịch quốc gia Đức khai thác triệt để cơ hội vàng từ sự kiện thể thao này để giới thiệu các sự kiện nghệ thuật, văn hóa, di sản UNESCO tại Đức cùng nhiều trải nghiệm thú vị ở các thành phố nơi diễn ra những trận tranh tài cũng như các thành phố lân cận. Còn tại Pháp, Thế vận hội mùa hè 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 tới, sẽ quy tụ 10.500 vận động viên từ 206 ủy ban Olympic quốc gia đại diện cho các quốc gia trên thế giới. Gần 181.000 người đang làm việc hoặc chuẩn bị làm việc trong các giai trò liên quan đến Olympic Paris 2024 và ban tổ chức mong muốn biến những cơ hội này thành việc làm lâu dài và toàn diện. Tổ chức Du lịch Thế giới mô tả du lịch thể thao là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất đang giữ vai trò quan trọng trong ngành du lịch. Tạp chí du lịch và phong cách sống hàng đầu Travel Plus Pleasure mới đây đã dinh danh đảo Sả Mũi, Cô Sả Mũi của Thái Lan là hòn đảo đẹp nhất châu Á-Thái Bình Dương năm 2024, trong khi thủ đô Bangkok của Thái Lan được đánh giá là thành phố tốt nhất Cô Sả Mũi, hay còn gọi là đảo Dừa, thuộc tỉnh miền Nam Surat Thani, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất xứ sở Chùa vàng, với phong cảnh thiên nhiên thanh bình và những bãi biển xanh trong. Tạp chí nhấn mạnh sự quyến rũ của cô sợ Mũi từ những ngôi nhà gỗ nhỏ, làng chài và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến nơi đây, đây trở thành một trong những điểm đến được ghé thăm nhiều nhất ở Thái Lan. Giải thưởng được trao tặng dựa trên số phiếu bình chọn của độc giả Trevor Blood Laser từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. Giới chức Thái Lan đặt ưu tiên phát triển các điểm du lịch để đưa nước này trở thành trung tâm du lịch toàn cầu. Thông tin thế giới giờ rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.